Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 11 năm 2023, Chi bộ tổ chức quảng cáo thuộc Đảng bộ đã Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Tham dự buổi lễ có ông Vũ Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài, ông Võ Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài cùng các đảng viên trong chi bộ tổ chức quảng cáo. Hai đảng viên được kết nạp đợt này là đảng viên Lâm Thạch Thảo, sinh năm 1987 và đảng viên Trần Thị Bích Phượng, sinh năm 1983, hiện đang sinh hoạt đảng tại chi bộ tổ chức quảng cáo thuộc đảng bộ đã phát thanh và truyền hình tây ninh trước cờ đảng cờ tổ quốc và chân dung chủ tịch hồ chí minh cùng với sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ các đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của đảng nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên đảng cộng sản việt nam bí thư chi bộ tổ chức quảng cáo lê bá thành đã giao nhiệm vụ cho hai đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị phát biểu tại buổi lễ ông võ văn quý phó bí thư đảng ủy Mọi giám đốc đài phát thanh và truyền hình tây ninh đã chúc mừng chi bộ và các đảng viên được kết nạp đảng đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao xây dựng tập thể chi bộ và cơ quan trong sạch diễn mạnh và ngày càng phát triển